Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 24 tháng 10 vừa qua khiến một thanh niên 25 tuổi tử vong tại vòng xoay dân chủ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày hôm nay 28 tháng 10 thì cơ quan điều tra đã bước đầu phát họa được chân dung của nghi can. Căn cứ vào hình ảnh từ camera cùng với lời khai của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án mạng thì chân dung của nghi can giết nam thanh niên bước đầu đã được phác họa. Hình ảnh phát họa cho thấy là nghi can trong vụ án là nữ tóc dài chấm vai và không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt là khuôn mặt của nữ nghi can này thì có phần có phần giống nam giới. Tuy nhiên thì do vụ án xảy ra vào buổi tối, các nhân chứng không thực sự thấy rõ mặt của nghi phạm nên phác họa chỉ có thể giống từ 60 tới 70%. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 10 thì anh Võ Thanh Quang 25 tuổi quê ở Con Tum khi đi đến vòng xoay dân chủ Cộng quận 3 thì đã xảy ra va quyệt xe và sau đó thì đã bị đâm tử vong. À, trước vụ án này thì cũng đã có một số vụ án tương tự khi mà dựa vào phác họa chân dung của các họa sĩ thì cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ. À, vâng chúng ta hẳn là còn nhớ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại quận 7 của thành phố hồ chí minh vào đầu năm 2014. Khi đó thì hung thủ cũng không để lại dấu vết nhưng mà qua lời kể của nhân chứng thì họa sĩ phan vũ linh là giảng viên của trường đại học mỹ thuật thành phố hồ chí minh đã phác họa thành công chân dung hung thủ dù chưa một lần gặp mặt. Sau đó thì cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ này với gương mặt không khác nhiều so với chân dung phác họa trước đó vâng và chúng ta có thể thấy rằng là việc phát họa chân dung của các họa sĩ thì đã góp một phần không nhỏ trong công tác điều tra phá án của lực lượng công an à còn nhớ vào những năm 1999-2011 thì băng cướp dũng chim xanh đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân ở khu vực đồng nai khi mà chúng luôn gây án vào ban đêm và khiến cho các nạn nhân thì khó có thể nhận ra mặt của hung thủ à nhưng cũng nhờ phát họa chân dung thành công của họa sĩ võ tấn thành ở đồng nai mà ngay sau đó thì băng cướp khét tiếng này đã nhanh chóng xa lưới Họa sĩ thành kể lại rằng là cứ mỗi lần tiếp xúc với nạn nhân là ông lại nhanh chóng ghi lại những đặc điểm mà các bị hại cung cấp và về cái hung thủ và ông tranh thủ phát họa trên nền giấy trắng với cái bút chì nhỏ và từng chi tiết từng nét vẽ dù là nhỏ nhất thì cũng được ông đặc biệt chú ý và khắc họa sao cho giống với lời kể của các nhân chứng nhất và qua một thời gian thì với rất nhiều công sức bức vẽ khuôn mặt của tên cướp đã được họa sĩ hoàn thành và giúp lực lượng công an phá án.